Xin chào, tôi là Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher. Mọi người đã sẵn sàng để đi chơi lễ 2 tháng 9 chưa? Để có thể đi chơi được thì chúng ta cần một ít sức mạnh. Và hôm nay chúng ta nói về sức mạnh thực sự của bạn ở đâu. Người ta nói rằng tri thức là sức mạnh. Thực sự tri thức phải được cài vào tiềm thức và chúng ta phải sử dụng nó để tạo ra những chiến lợi phẩm cho bản thân và xã hội. Thì đó mới là sức mạnh. Nếu không, tri thức chỉ để chém gió. Thực tế đáng buồn là xã hội chúng ta hiện nay có rất nhiều tri thức trẻ không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Người ta còn nói về sức mạnh của cơ bắp. Nhìn những chàng trai có cơ bắp cuồn cuộn trông thật là cuốn hút. Nhưng đó có phải là sức mạnh thực sự và trường tồn không? Cái gì điều khiển để chàng trai đó có được sức mạnh cơ bắp? Một trong những đáp án là sự kiên trì luyện tập. Nhưng thực sự cái gì điều khiển sự kiên trì luyện tập của chàng trai? Đó chính là một ý tưởng hết sức mạnh mẽ trong tâm trí anh ta. Vậy thì làm sao để hiểu và điều khiển được ý tưởng đó? Chỉ có cách là học, học nữa và học mãi về thế giới nội tâm của chúng ta. Người ta còn nói về sức mạnh của sắc đẹp. Báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực để nói về các mỹ nhân kế, nói về người đẹp và đại gia. Chúng ta cũng đã biết trong quá khứ, sức mạnh của sắc đẹp có thể làm thay đổi chính trường của cả một quốc gia. Và ngày nay nó có thể làm đảo lộn cuộc sống của rất là nhiều người. Vậy cái gì khiến cho những người phụ nữ quyết định dùng sức mạnh của mình để đạt được những thứ cô ta muốn? Đó chính là những thôi thúc trong tâm trí của họ mà khiến họ hành động để làm cho nó hiện hình ra ngoài cuộc đời của mình. Còn vô số sức mạnh khác nữa, tất cả các sức mạnh chúng ta có thể thấy được, sờ mó được, đều là bề nổi của sức mạnh. Sức mạnh thực sự của bạn là vô hình và nó tồn tại bên trong bạn. Nó luôn chờ bạn dẫn dắt và hướng dẫn để nó có thể hiện hình trong cuộc đời bạn. Và khi nó hiện hình, hãy chắc chắn rằng nó là những thứ bạn thực sự muốn và tạo ra cho bạn một cuộc sống ý nghĩa và mãn nguyện. Nếu bạn thích video của tôi, hãy chia sẻ với mọi người và cho tôi biết nhận xét của bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.